Nam mô A Di Đà Phật, một cầu lăng xứ, năm đơn vị lăng cửa hầm dưới của một cô thiện nữ nhân 50 tuổi sau khi đã hoàn thành và chuẩn bị lắp lên miệng. Phòng bệnh hơn chữa bệnh, tiết thực thuần chay dưỡng sinh là phúc, bớt ăn tăng thọ, bớt mặt tăng phước, bớt ngủ tăng lộc. Nguyện cầu cho tất cả mọi người có nhiều sức khỏe, niềm vui, an lành, hạnh phúc trong cuộc sống. Nam mô A Di Đà Phật.